Sự thương khó Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu cùng các môn đệ sang bên kia suối Cê-rôn. Ở đây có một khu vườn, người vào đó với các môn đệ. Giu-đát tên phản bội đã biết rõ nơi ấy, vì Chúa Giêsu thường đưa các môn đệ tới đó hội họp. Vậy Giu-đát dâng đội binh và lính gác do các thượng tế và biệt phái cấp cho. Chúng đến đây mang theo đèn đuốc và võ khí. Chúa Giêsu đã biết trước mọi việc sẽ xảy đến. Người tiến ra và hỏi chúng rằng: các người tìm ai? Chúng thừa hứa rằng: tìm Giêsu Nazareth. Người bảo chúng rằng: chính là ta đây. Giu-đát tên phản bội cũng đứng đây với chúng. Người vừa nói chính là ta đây thì chúng lùi lại và ngã xuống đứng. Người lại hỏi chúng một lần nữa rằng: các người tìm ai? Chúng thừa rằng: tìm Giêsu Nazareth. Người liền đã hâm lại rằng: ta đã bảo các ngươi rằng chính là ta đây. Vậy nếu các ngươi tìm ta thì hãy để cho những người này đi. Như thế là trọn lời đã nói: trong những kẻ cha đã ủy cho con không làm mất người nào. Bây giờ Simon Phêrô sang thanh gươm, liền run ra đánh tên đầy tớ vì thượng tế và chém đứt một bên tay phải. Đầy tớ ấy tên là Man-cô. Nhưng Chúa Giêsu bảo Phêrô rằng: hãy xò gươm vào vỏ, ta không uống chén cha ta đã ban cho ta sao? Bây giờ đội binh, viên quan chức và lính gác của người Do Thái bắt trói người, và trước hết điều người đến nhà Anna, vì ông này là nhạc phụ ông Caipha, làm thượng tế năm ấy. Chính Caipha đã giúp ý kiến này cho người Do Thái, một người chết cho cả dân được nhờ. Nhưng Simon Phêrô và các môn đệ khác vẫn theo Chúa Giêsu. Môn đệ này quen biết vị thượng tế nên cùng với Chúa Giêsu vào trong sân vị thượng tế. Còn Phêrô thì lại gần cửa hương. Môn đệ khác vì quen biết vị thượng tế nên ra nói với đưa giữ cửa và dẫn Phêrô vào. Đưa tờ gái giữ cửa liền bảo Phêrô rằng: chính ông có phải là môn đệ người này không? Phêrô đã hâm rằng: không phải đâu. Bọn đầy tớ và lính gác đã nhóm một đông lửa, họ đứng đây mà sưởi vì trời lạnh. Phêrô cũng ở đây sưởi với họ. Vì thượng tế hỏi Chúa Giêsu về các môn đệ và giáo lý của người. Người đã hâm lại rằng: tôi đã giảng công khai cho mọi người. Tôi đã luôn luôn giảng trong các hội quán và đền thờ, nơi mọi người Do Thái họp nhau. Tôi không nói gì bí mật cả, sao lại hỏi tôi? Hãy hỏi những kẻ nghe tôi nói, họ biết tôi nói những gì. Nghe nói thế, một tên lính gác đứng ở đó vả người một cái nói rằng: người
dám trả lời vì thương thế như vậy sao? Người liền đáp lại rằng: Nếu tôi nói sai thì hãy tỏ ra sai ở chỗ nào? Nếu tôi nói phải thì sao lại đánh tôi? Bây giờ Anna để người bị trói mà dẫn tới thượng tế Caipha. Phêrô vẫn ở đây dưới. Có người hỏi Phêrô rằng: Cả ông nữa, có phải ông cũng là môn đệ Giê-xu? Phêrô nói rằng: Không phải đâu. Một tên đầy tớ vị thượng tế có họ với người đầy tớ bị Phêrô chém đứt tay, bảo Phêrô rằng: Tôi đã chẳng thấy ông ở trong vườn với ông ấy sao? Một lần nữa Phêrô lại trôi, và tức thì gà liền gây. Bây giờ họ điều người từ nhà Caipha đến công đường. Trời đã sáng, người Do Thái không vào công đường vì sợ nhơ bẩn và không thể ăn mừng lễ vương qua đường. Vậy Phi-la-tô phải ra ngoài đón họ và hỏi rằng: Các ngươi tố cáo người này về tội chi? Chúng đáp lại rằng: Nếu nó chẳng phải là tên gian phi thì chúng tôi chẳng đốt cho ngài. Phi-la-tô bảo chúng rằng: Các ngươi hãy đem đi mà xử theo hiến pháp của các ngươi. Dân Do Thái đáp lại rằng: Chúng tôi không có phép lên án xử tử. Như thế là ứng nghiệm lời Chúa Giê-xu đã nói: Người sẽ phải trên cõi nào? Phi-la-tô liền vào trong công đường, gọi Chúa Giê-xu và hỏi người rằng: Ông có phải là vua dân Do Thái không? Chúa Giê-xu đáp rằng: Từ y quan nói điều ấy, hay là quan đang nghe ai nói về tôi? Phi-la-tô trả lời rằng: Tôi có phải là người Do Thái đâu? Những người trong nước ông và các thượng tế đã nộp ông cho tôi. Ông đã làm chi? Chúa Giê-xu đáp rằng: Nương tôi không thuộc về thế gian này. Giả như nương tôi thuộc về thế gian này thì quân đội của tôi đã chiến đấu để tôi thoát khỏi tay người Do Thái. Nhưng không, nương tôi không thuộc về thế gian này. Bây giờ Phi-la-tô hỏi người rằng: Ông là vua sao? Chúa Giê-xu đáp lại rằng: Phải, tôi là vua. Vì thế tôi đã sinh ra và đã xuống thế gian là để làm chứng cho sự thật. Ai hâm mộ sự thật thì nghe tôi. Phi-la-tô lại hỏi rằng: Sự thật là chi? Nói thế rồi, Phi-la-tô lại ra bảo dân Do Thái rằng: Ta không thấy người này có lý do gì đáng lên án, nhưng trong dịp lễ vượt qua vẫn có lẽ tha một người.
Vậy các ngươi có muốn ta tha vua dân Do Thái cho các ngươi không? Bây giờ chúng kêu lên rằng: không, đừng tha người này, nhưng xin tha Ba-ra-ba. Ba-ra-ba là một tên trộm cướp. Phi-la-tô lại truyền điều Chúa Giê-xu đến và cho hành hạ người. Bọn lính bền một vòng gai đằng trên đầu người và khoác cho người một áo đỏ. Chúng đến gần người hỏi rằng: lâu vua Do Thái. Rồi chúng và mặt người Phi-la-tô trở lại và bao dựng rằng: các ngươi hãy coi, ta dẫn người này ra ngoài để các ngươi biết, ta không thấy nơi người này một lý do nào để lên án. Vậy Chúa Giê-xu đi ra, đầu còn đội vòng gai và mình còn khoác áo đỏ. Phi-la-tô bảo rằng: này là ngươi. Các tướng tê và lính gác thay người liền kêu lên rằng: Long đinh đã vào thân xác, Long đinh đã vào thân xác. Phi-la-tô bảo chúng rằng: các ngươi đem đi mà đóng đinh, còn ta không thấy người này có tội gì bà lên án. Dân Do Thái trả lời rằng: chúng tôi có luật và cứ theo luật ấy thì nó phải chết, vì nó đã tự xưng là con Thiên Chúa. Nghe vậy Phi-la-tô càng thêm sợ hãi. Ông lại vào công đường hỏi Chúa Giê-xu rằng: quê ông ở đâu? Nhưng Chúa Giê-xu không đáp lại lời nào. Bây giờ Phi-la-tô bảo người rằng: ông không trả lời tôi hay sao? Ông không biết tôi có quyền tha và cũng có quyền đóng đinh ông trên thập giá. Chúa Giê-xu đáp rằng: nếu từ trên chẳng ban cho ông thì ông chẳng có quyền gì đối với tôi. Vì thế kẻ nộm tôi cho ông thì nặng tội hơn ông. Từ đó Phi-la-tô tìm cách để tha Chúa Giê-xu, nhưng dân Do Thái lại kêu lên rằng: nếu ông tha nó thì ông không phải là kẻ nghĩa thiên của hoàng đế. Ai tự xưng là vua, tức là kẻ thù của vua. Nghe lời ấy, Phi-la-tô truyền đưa Chúa Giê-xu ra ngoài. Ông ngồi trên tòa cao gọi là Lý Tho Cho Tông, tiếng Do Thái gọi là Ra-ba-tha. Hôm đó là ngày áp lệ vừa qua, vào khoảng 12 giờ trưa, Phi-la-tô bảo dân Do Thái rằng: đây là vua các ngươi. Chúng đáp lại rằng: đem đi, đem đi, đóng đinh nó vào thập giá. Phi-la-tô trả lời rằng: giết vua các người sao? Các tướng tê đáp lại rằng: chúng tôi chỉ có một con bé.
Rồi Phi-la-tô trao người cho chúng đem đi đông đinh. Chúng điều người đi, người phải vác lấy hy thầm ra, tiến về một nơi gọi là núi Sò, tiếng Do Thái gọi là Gôn Gồ Thàm. Ở đó chúng đông đinh người trên thầm ra, cùng với hai người khác, mỗi người một bên. Chúa Giê-xu ở giữa, Phi-la-tô thào một bàn ăn và truyền đóng trên thầm ra. Bàn ăn ấy ghi rằng: Giê-xu Na-za-ren, vua dân Do Thai. Có nhiều người Do Thai đọc bàn ăn ấy vì nơi Chúa Giê-xu bị đóng đinh ở gần thành. Bàn ăn ấy lại được viết bằng tiếng Hy-ba, tiếng Latin và tiếng Hy-lạp. Vậy các thượng tế Do Thái đến thưa Phi-la-tô rằng: Xin thượng viên, vua dân Do Thái, những nên viên, người này đã xưng mình là vua Do Thái. Phi-la-tô đáp lại rằng: Điều ta đã viết là viên. Đóng đinh Chúa Giê-xu rồi, chúng lấy áo người chia làm bốn phần, mỗi người một phần. Chúng lấy cả áo lông, nhưng áo lông không có đường may, và là tấm nguyên từ trên xuống. Chúng liền bao nhau rằng: Như thế là tròn lời kinh thánh rằng: Chúng đã chia nhau áo và rung thăm áo lông, và quân linh đã làm như vậy. Đứng gần thầm giá Chúa Giê-xu thì có mẹ người, bà Maria Leopha là chị em với mẹ người, và Maria Madalena thay mẹ người. Và bên cạnh có môn đệ người yêu. Chúa Giê-xu thưa mẹ rằng: Thưa bà, này là con bà. Rồi người bảo môn đệ rằng: Đây là mẹ con. Và từ lúc đó môn đệ đưa mẹ người về nhà mình. Chúa Giê-xu biết từ nay mọi sự đã hoàn tân, và để trọn lời sách thánh, người nói rằng: Ta khát. Ở đây có một bình đầy dâm, người ta liền lấy miếng bọt bề thấm dâm chua, rồi buộc vào muối đồng mà đưa lên cho người. Nêm một chút dâm, đoàn Chúa Giê-xu nói rằng: Mọi sự đã hoàn tất. Rồi người gục đầu xuống tập thờ. Kính mời cộng đàn quỳ. Kính mời cộng đàn đứng. Là ngày âm lễ, và không muốn để xác trên thầm gia ngày Sa-ban, vì là ngày đại lễ, người Do Thái xin Phi-la-tô cho đánh giảm ống chân những người bị tử hình. Và tháo sang xuống, bọn linh liền đến đánh giảm ống chân người thứ nhất, rồi người thứ hai. Cả hai bị đóng đinh với người. Đến gần Chúa Giê-xu, thấy người đã chết, chúng không đánh dầm ống chân người nữa, nhưng có một tên linh lấy ngọn mác mà đâm vào cành sườn. Tương thì nước và máu chảy ra. Kẻ đã xem thấy việc này đã làm chứng, và chứng của người thì hy thần. Và người ấy biết rằng mình đã nói thần, để anh em cùng tin. Mọi việc đó xảy ra để trọn lời kinh thánh rằng:
người ta chẳng đánh dầm cái xương nào của người. Và lời này rằng chúng nhìn xem người Chúa hung đà đâm. Kế đó Giuse Arimathea, một môn đệ của Chúa Giêsu, nhưng là môn đệ trong bóng tối, vì sợ người Do Thái, đến xin Phi-la-tô cho thao xác Chúa Giêsu xuống. Phi-la-tô cho phép, ông liền đến và cân xác người. Ni-cô-đê-mô cũng đến, ông này trước kia đã đến gặp Chúa Giêsu ban đêm. Ông mang một bình trộn dầu và thuốc thơm đồ trăm cân. Họ hạ xác Chúa Giêsu xuống, sức thuốc thơm và liệm trong khăn, theo cách thức người Do Thái thường làm. Ở chỗ Chúa Giêsu bị đóng đinh có một thửa vườn, và trong vườn ấy có một ngôi mộ còn mới, chưa chôn cất người nào. Vì là ngày giòn lễ của người Do Thái, và vì ngôi mộ ấy rất gần, nên họ an táng người ở đó. Đó là lời Chúa. Lời Chúa bị tổ, lời khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ và các bạn thiếu nhi rất thân mến, chúng ta vừa nghe bài thương khó. Rất nhiều những nỗi buồn đã được diễn tả trong cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Nhưng điều quan trọng là chúng ta được giới thiệu về chân dung của Chúa Giêsu một cách đặc biệt hơn. Sau những ngày tháng Chúa rong ruổi khắp nơi để loan báo tin mừng, để chữa lành bệnh tật, để phục sinh những kẻ đã chết, để an ủi những kẻ ưu phiền, thì những giờ khắc cuối cùng Chúa đi vào cuộc thương khó. Hình ảnh của Ngài đã không còn nguyên vẹn nữa, bởi vì chúng ta thấy khuôn mặt và toàn thân của Ngài bị người ta hành hạ đến nỗi máu chảy ra khắp nơi. Không những thế, người ta còn nhục mạ người để cho trái tim của người cũng phải chịu tan nát vì những lời tố cáo, những lời vu khống, những lời gian dối và những hành vi bạo ngược. Nhưng một điều rất đặc biệt là chúng ta thấy trên thập giá mà người ta treo người lên như là một nỗi ô nhục, thì một tấm bảng đã được ghi một cách dứt khoát như là một lời tuyên xưng bằng cả ba ngôn ngữ: tiếng Hebrew, tiếng Latin và tiếng Hy Lạp. Đó là Giêsu Nazareth, vua dân Do Thái. Đó là một lời tuyên xưng. Và tổng trấn Phi-la-tô dứt khoát chọn cái danh xưng đó để gắn lên phía đầu thập giá trên đầu Chúa Giêsu. Đó là một cái hình ảnh để cho chúng ta thấy có một sự bất ngờ trong cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Xem ra Chúa Giêsu là một người chịu thua thiệt vì bao nhiêu người xung quanh tấn công Ngài, làm cho Ngài phải khổ, phải chết, phải nhục nhã. Nhưng hóa ra Chúa lại là người chiến thắng. Chúa lại thể hiện được cái vương quyền của Chúa trước mặt thiên hạ. Chúa chiến thắng vì thái độ vâng phục tuyệt đối với kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa Cha dành cho nhân loại. Để rồi Ngài là một người tôi trung
trước mặt Thiên Chúa và là tấm gương sáng cho chúng ta. Khi chúng ta sẵn sàng trung thành với ý muốn của Thiên Chúa, thì cho dù cuộc đời của chúng ta có khổ sở tan nát đến cách nào, chúng ta cũng được tham dự vào vinh quang của Chúa Giêsu, vinh quang của những người con hiếu thảo đối với Thiên Chúa. Và nữa, Chúa Giêsu đã chiến thắng tất cả những tội lỗi đổ ập lên tấm thân của Ngài, chiến thắng sự gian dối, sự tàn bạo, sự bất công, sự khủng bố bằng một tình yêu của một người đã dám hy hiến tất cả mạng sống mình vì yêu thương nhân loại, để đón nhận cuộc thương khó và cái chết, để giao hòa con người với Thiên Chúa. Những thương tích mà Chúa Giêsu phải đón nhận trên thân thể của người, đó là những thương tích của mỗi chúng ta. Khi chúng ta sai lầm, khi chúng ta tội lỗi, khi chúng ta không nhận biết tình thương của Thiên Chúa, để rồi khi nhìn lên dung mạo của Chúa Giêsu, dung mạo đau khổ không còn dáng vẻ con người, nhưng dung mạo của một người chiến thắng bóng tối của tội lỗi và sự chết, chúng ta luôn sẵn sàng làm lại cuộc đời để chúng ta trở nên những con người được dâng hiến cho Thiên Chúa, những con người thuộc về Thiên Chúa, những con người được đi vào sự sống thần thiêng của Thiên Chúa. Đến cuối hành trình thương khó, chúng ta thấy sự xuất hiện rất đẹp của một người môn đệ Chúa yêu, của Thánh Mẫu Maria, của một bà Maria là bác của Chúa Giêsu và một bà Maria Magdala. Những hình ảnh đó ở rất gần thập giá của Chúa Giêsu, thầm lặng không nói năng gì, nhưng đó là một dấu chứng về sự hiệp thông rất là bền bỉ và rất là kiên cường với Chúa Giêsu từ đầu cuộc thương khó cho đến chân thập giá. Để rồi Chúa Giêsu trao gửi cho Thánh Mẫu Maria, người môn đệ yêu dấu của Chúa, và Đức Maria cũng trở nên mẹ của giáo hội, mẹ của tất cả những ai trung thành với tình thương của Thiên Chúa, trung thành với Chúa Giêsu trên con đường của Ngài. Vậy chúng ta hãy trở nên những người môn đệ yêu dấu của Chúa Giêsu, để rồi chúng ta được dự phần vào vinh quang của Chúa nhờ tình yêu Thiên Chúa đổ tràn vào lòng nhân thế qua cuộc thương khó và qua sự chết của Người.